Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin sáng ngày hôm nay, mùng 6 tháng 9 với những thông tin đáng chú ý. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua thì đội tuyển Indonesia đã cầm hòa Ả Rập Xê Út 1-1 ở lượt ra quân tại bảng C vòng loại thứ 3 của World Cup 2026. Cụ thể ở trận đấu đầu tiên thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2026, phút thứ 77, sự tự tin thái quá của Matapis bên phía Indonesia đã khiến cho đội bóng của Anh chịu phạt đền. Thủ môn nhập tịch đã có pha xử lý rườm rà trong vòng cấm để rồi bị tiền đạo của Ả Rập Xê Út áp sát. Matapis đã cố gắng phá bóng nhưng lại khiến cho cầu thủ chủ nhà ngã ra sân. Ở thời điểm này thì Pis đã chuộc lỗi bằng tình huống cản phá xuất sắc. Anh đổ người chuẩn xác để cản cú penalty của Andasawi, qua đó giúp cho Indonesia bảo toàn tỷ số 1-1. Trong phần còn lại của trận đấu, Matapis tiếp tục có 3 pha cản phá ấn tượng. Ngoài ra thì anh còn được cột dọc giúp đỡ để tránh một bàn thua sau pha đánh đầu ở cự ly gần của các cầu thủ chủ nhà. Màn ra mắt trong mơ của Matapis tại Indonesia giúp cho đội tuyển này cầm hòa một trong những đội hàng đầu của châu lục ở vòng loại thứ 3. Trên sân nhà ở Ả Rập Xê Út, Indonesia cầm bóng 38% nhưng vẫn tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Thậm chí đại diện Đông Nam Á còn vượt lên dẫn trước ở phút thứ 19. Cú sút của Ragna đã chạm chân một cầu thủ chủ nhà, đổi hướng đi vào lưới khiến cho thủ thành Ôn Await bó tay. Sau khi có lợi thế, Indonesia bố trí hàng thủ kín kẽ, đoàn quân của ông Sintayong chủ động vào bóng rát để chặn các cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật bên phía Ả Rập Xê Út. Sau hàng loạt nỗ lực hãm thành, đội chủ nhà phải nhờ đến một tình huống may mắn mới có bàn gỡ hòa. Cụ thể là ở phút 45+1, An Juwei đã tung ra cú sút từ rìa vòng cấm, bóng trúng người Verdon đổi hướng đi vào lưới. Sang hiệp 2 thì thế trận hoàn toàn nghiêng về chủ nhà Ả Rập Xê Út. Họ có hàng loạt cơ hội ngon ăn, trong đó thì có quả phạt đền nhưng không thắng được thủ thành Matapis. Các hậu vệ của Indonesia cũng xứng đáng được nhận lời khen ngợi ở trận đấu này. Nền tảng thể lực và chiều cao tốt giúp cho họ theo kịp những pha lên bóng của chủ nhà cho đến tận phút bù giờ cuối cùng. Chuyển sang thông tin khác về bóng đá Việt Nam của chúng ta, như các bạn đã biết là đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua đã hoàn thành trận đấu đầu tiên với đội tuyển Nga thuộc khuôn khổ LPB Cup 2024 diễn ra tại sân Mỹ Đình. Dù thi đấu nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam đã không thể tận dụng cơ hội và cuối cùng chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-3. Tại cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik, thuyền trưởng tuyển Việt Nam, mở đầu cho biết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì không có chiến thắng. Nhưng ngày hôm nay các cầu thủ đã rất cố gắng, nỗ lực pressing đội bạn liên tục, nhưng đội đã không thể có kết quả tốt hơn. Tôi rất xin lỗi người hâm mộ." Nhận xét về trận đấu vừa qua, huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết: "Tôi khá hài lòng với các cầu thủ trẻ như là Hai Long hay Vĩ Hào. Nhiều cầu thủ trẻ đã thi đấu tốt ở trận đấu này, tạo ra khoảng trống cho các đồng đội, đặc biệt là Vĩ Hào. Cậu ấy thi đấu tốt hơn kỳ vọng của tôi." Về tình huống sai lầm của Đặng Văn Lâm, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ: "Hiệp 2 nhịp độ là tốt hơn nhưng đã có một số sai lầm dẫn đến bàn thua. Tôi nghĩ Văn Lâm gặp rào cản tâm lý, áp lực trước đội tuyển Nga. Tôi sẽ không nói gì thêm với Văn Lâm sau trận. Anh ấy phải vượt qua điều này. Nhìn chung thì anh ấy vẫn thể hiện tốt." Sau cùng, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik cho biết thêm: "Chúng tôi đã có nhiều thay đổi ở hàng hậu vệ, một số thời điểm chơi tốt. Đội đã có phân tích video để biết cách chơi. Nhìn chung, đội đã thể hiện ổn." Trong khi đó, thì bên kia chiến tuyến, ở phòng họp báo sau trận, huấn luyện viên trưởng Valery Kapin cho biết: "Đây là màn trình diễn tốt của tuyển Nga, dù có nhiều khó khăn, thời tiết khác biệt, nhưng trận đấu vẫn rất thú vị. Chúng tôi đã đạt mục tiêu của mình, đó là thắng trận và không có cầu thủ nào dính chấn thương." Vị thuyền trưởng bên phía tuyển Nga cũng dành lời khen cho các tuyển thủ Việt Nam. Tuy nhiên thì ông cũng đề cập đến một hạn chế mà các học trò của ông Kim Sang Sik còn chưa thể khắc phục được, đó là thể lực. Tuy chưa phải đội mạnh so với châu Âu, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn có sự nỗ lực. Họ đã tạo ra vài cơ hội nguy hiểm trong trận đấu này. Tuy thể lực chưa đạt, tuyển Việt Nam vẫn là tập thể tốt. Ông Kapin cũng chỉ ra một số lý do khách quan và cho rằng đội tuyển Nga thậm chí có thể ghi nhiều hơn 3 bàn. Nếu trận đấu diễn ra ở Nga với điều kiện sân bãi cũng như thời tiết tốt hơn, kết quả của trận đấu có thể khác, chúng tôi có thể ghi nhiều hơn 3 bàn. Chúng tôi phải bay một chuyến bay dài đến Hà Nội và phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khác biệt hoàn toàn so với mọi khi. Nhưng chúng tôi bắt đầu trận đấu một cách chậm rãi, phòng ngự và thăm dò đối phương,
rồi mới đẩy nhanh tốc độ và dâng cao đội hình rồi ghi bàn. Chúng tôi đã đạt được mọi chỉ tiêu đề ra ở trận này. Tôi hài lòng với kết quả cũng như việc không gặp ca chấn thương nào. Huấn luyện viên Capin cũng bình luận về tình huống tuyển Việt Nam phản lưới nhà. Đây là pha bóng mà Văn Thanh chuyển về, sau đó Văn Lâm phát bóng lên, bị hụt, dẫn đến bàn thua. Tôi nghĩ tình huống đó có cả sai lầm của hậu vệ chứ không riêng gì thủ môn. Trên sân luôn có những sai số, các cầu thủ không thể chơi với 100% phong độ. Các bạn thân mến, về phần mình thì nhìn màn trình diễn của hai đội ngày hôm qua, bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng trận đấu với đội tuyển Nga là cữ dượt quý giá, là một buổi rèn quân quan trọng để cho đội tuyển Việt Nam định hình được con người, được lối chơi dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik, hướng đến các giải đấu sau đây, nên chuyện kết quả là không quá quan trọng. Tôi nhận thấy được tinh thần chiến đấu của các cầu thủ là tốt. Có thể đội tuyển Việt Nam chơi chưa khởi sắc ngay từ đầu nhưng đã bật lên và chơi tốt, tạo ra nhiều tình huống ghi bàn ở khoảng hơn 10 phút cuối trận. Tôi nghĩ là không phải anh em cầu thủ bị khớp hay là bị tâm lý. Khi đá với đội mạnh hơn, đây là đội mạnh hơn mình rất nhiều. Có thể thời điểm này V-League chưa diễn ra, phong độ của các tuyển thủ là chưa tốt vì vẫn đang trong quá trình tập nặng ở câu lạc bộ nên họ còn có sức ý. Khi đã vào form, có được hưng phấn, tuyển Việt Nam vẫn chơi sáng sủa, có đường nét. Ở những phút cuối trận, cơ hội ăn bàn thấy rõ, chỉ tiếc là chúng ta thiếu may mắn. Bình luận viên Quang Huy cũng cho rằng là qua trận đấu này, thấy được đẳng cấp của hai đội bóng. Không phải là đội tuyển hàng đầu của nền bóng đá số 1 thế giới, châu Âu, nhưng so với tuyển Việt Nam, đội tuyển Nga vẫn ở một hành trình khá xa. Thứ hạng cách nhau 82 bậc trên bảng xếp hạng FIFA cho thấy khoảng cách rất lớn về mặt đẳng cấp, trình độ và chuyên môn giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nga. Đội tuyển Nga lâu nay không được cọ sát, chứ cầu thủ của họ vẫn thi đấu bình thường, các cầu thủ vẫn đá ở nước ngoài và giải vô địch quốc gia Nga là vẫn diễn ra. Dù không phải là đội bóng hàng đầu của châu Âu, nhưng đây vẫn là một đội bóng đẳng cấp với nét đặc trưng là thể hình, thể lực, sức mạnh, tốc độ và khả năng tranh chấp. Dưới thời huấn luyện viên Valery Karpin, đội tuyển Nga đang vận hành thứ bóng đá tấn công tổng lực với những pha phù hợp bóng ngắn, tận dụng tối đa lợi thế của các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhanh nhẹn, mạnh mẽ kết hợp cùng với tinh thần thi đấu rất cao. Rõ ràng là được gặp đối thủ mạnh đến từ châu Âu như thế này là cơ hội tốt để cho các học trò của ông Kim Sang Sik chu rèn thêm bản lĩnh của mình. Bình luận viên Quang Huy cho rằng là cũng có đôi chút bất ngờ với cách sử dụng con người của ông Kim Sang Sik ở trận đấu vừa qua. Tôi nghĩ rằng khi V-League chưa diễn ra thì có thể là ông Kim Sang Sik vẫn sẽ chơi theo cách an toàn, sử dụng con người cũ. Tuy vậy thì cũng đã có những thay đổi về con người ở trận đấu này. Những thay đổi sớm được dự tính trong cung cách sử dụng nhân sự với lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã phảng phất những nét canh tân của ông Kim Sang Sik. Tôi cho rằng ông Kim đã nhận được những vấn đề hiện nay trên đội tuyển Việt Nam và những thay đổi của ông ấy là mạnh dạn để cho các cầu thủ bắt nhịp kịp. Dù sau đây còn có những đợt tập trung khác, nhưng khi bắt đầu cách tiếp cận, cách sử dụng con người cũng như là chiến thuật giúp cho các cầu thủ tiếp thu nhanh, vận hành thanh thoát. Tuyển Việt Nam đã giao hữu tại sân nhà và mời được hai đối thủ rất chất lượng. Đây sẽ là cơ hội để cho ông Kim Sang Sik tiếp tục nghiên cứu nhân sự, chiến thuật của đối thủ, có những thử nghiệm về đội hình và ông đã triệu tập. Qua hai trận đầu tiên thời huấn luyện viên Kim Sang Sik, có thể thấy là ông bước đầu đã lắp các cầu thủ vào vị trí sở trường của mình để họ được đá thoải mái. Bây giờ sẽ là lúc mà ông Kim chọn ra sơ đồ và bộ khung cụ thể. Nếu tỏa sáng ở giải giao hữu này sẽ là điều rất cần thiết cho những tuyển thủ vốn chưa chắc chắn vị trí của mình trên đội tuyển quốc gia. Nhìn chung, ông Kim Sang Sik đã sở hữu những nhân tố tốt để xây dựng lối chơi hiệu quả cho đội tuyển. Mục tiêu lâu dài của đội bóng là hướng đến các giải chính thức, trong đó có ASEAN Cup 2024. Do đó mà trận rèn rũa với đội tuyển Nga hoặc là Thái Lan sau này sẽ giúp cho chúng ta tìm thêm giải pháp về con người, thử nghiệm để vận hành lối chơi một cách trơn tru, ít mắc sai lầm cá nhân hơn để mở ra những tín hiệu tích cực cho những giải đấu quan trọng ở phía trước. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.